chào cô bác anh chị em. Hôm nay Nhiên đưa thông tin cho cô bác anh chị em biết là công an tỉnh An Giang hôm qua bắt được con ả Lê Thị Kim Phi, năm sinh 1959 tuổi. Anh chị nghĩ đi, già như vậy mà còn ngu, tiếp tay cho bọn phản động, tiếp tay cho bọn khủng bố Đào Minh Quân, bắt giam kẻ gia nhập tổ chức phản động chống phá nhà nước. Ngày 10 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Kim Phi, sinh 1959, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đấy anh chị thấy chưa, ả đàn bà mà còn hơi già mà còn ngu. Theo điều tra, khoảng tháng 9 đến cuối tháng 12/2020, Phi sử dụng tài khoản Facebook Phi Kim kết bạn với một số tài khoản Facebook là thành viên của tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, là tổ chức của thằng Đào Minh Quân, khủng bố Đào Minh Quân nha anh chị. Đó. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Trong thời gian này, Phi thường xuyên theo dõi, bình luận, thích, chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung chống phá đảng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến tháng 1/2021, Phi làm hồ sơ xin tham gia tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và được giao nhiệm vụ tuyên truyền khuếch trương thân thế cho tổ chức Đào Minh Quân, móc nối lôi kéo người tham gia trong tổ chức Đào Minh Quân cho bỏ tặc ngu. Nó là ai vậy anh chị? Phát hiện hành vi của Phi, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang tiến hành xác minh điều tra, qua thu giữ 6 video clip, 440 trang tài liệu từ tài khoản Facebook Phi Kim của Phi với các nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Vụ việc này còn tiếp tục điều tra và làm rõ xử nghiêm. Đấy anh chị, qua cái vụ việc này anh chị nghĩ đi, sinh 1959 cho 60 đi, năm nay cũng là 2021, là tất nhiên là 41 tuổi thôi. Ở đâu 60 thì 1960, năm 960 đi, thì năm nay cũng nhiêu tuổi, 60 tuổi anh chị đúng không? 2021 trừ cho 1959 bao nhiêu anh chị? Năm nay cũng 60 sáu mấy tuổi rồi đó. Sáu mấy tuổi rồi là chị ha. Sáu mấy tuổi rồi đó. 60 mấy tuổi đầu rồi mà còn ngu như vậy. Hiện tình đất nước hiện nay giờ, đất nước đảng nhà nước ta chống dịch, gồng mình ra chống dịch. Còn nó già như vậy á, Lê Thị Kim Phi này á, nó già như vậy rồi mà nó còn ngu muội để mà nó tiếp tay cho thằng Đào Minh Quân để mà kêu gọi những người mà thiếu hiểu biết để tham gia, để mà chống phá tuyên truyền. Chống phá đây là như thế nào anh chị biết không? Là nó tuyên truyền sai sự thật. Nó tuyên truyền giống như là nhà nước làm gì tốt cho nhân dân là nó bẻ ngược lại, nó nói xấu đảng nhà nước, nó nói để mà nó chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc của chúng ta, chia rẽ dân, người dân chúng ta và đảng nhà nước. Nói xấu. Đi chấm đi, mẹ vô liền. Rồi đi đi. Nói xấu đó. Vô chẳng lấy đi. Là nói xấu đảng nhà nước. Nói xấu đảng nhà nước để mà chia rẽ khối đại đoàn kết giữa dân và đảng nhà nước ta, chia rẽ dân tộc của chúng ta, để hòng người dân chúng ta, một số người dân ngu thiếu hiểu biết để mà chống phá, biểu tình, bạo loạn. Đó là đang gây mất an ninh trật tự trong nước. Nhiều thành phần như là Lê Văn Thả, Nguyễn Thị Kim Phượng vừa qua cũng trong tổ chức Đào Minh Quân. Anh chị còn nhớ ở dưới An Giang nè,
Dương Văn Thả rồi Nguyễn Thị Kim Phượng còn một số thành phần tiếp tay trong tổ chức khủng bố Đào Minh Quân đó anh chị, cũng đã đưa đi, bị bắt đi rồi, đưa đi bắt đi rồi đấy mà chịu tội trước pháp luật anh chị. Rồi đó anh chị nghĩ đi, đời giờ phút này rồi mà còn đi nghe theo nó ở tù tội, giờ ai chịu trách nhiệm cho mình đây, chứ bỏ tặc già mà còn ngu. Sau đây á, Nhiên cho Nhiên xin phép chửi vài câu cái bọn phản động. Nó nói cho bọn phản động chúng mày biết á, chúng mày còn ngu còn non xanh lắm. Chúng mày đi tù rồi á, ai lo cho gia đình chúng mày? Như con Lê Thị Kim Phi, con Nguyễn Thị Kim Phượng ở cũng thành phố Long Xuyên, cũng ở phường Mỹ Long, ở phường Mỹ Bình. Đó, Dương Văn Thả ở trong ở Tân Phú, ở An Phú. Dương Văn Thả ở An Phú, tỉnh An Giang. Tôi nói cho bọn chúng mày biết, hiện giờ đất nước rất là được yên bình. Đó, đảng nhà nước như qua cái vụ dịch này, nhà nước gồng mình lên lo cho dân. Ai lo cho dân, ai cứu dân, có phải là bộ đội vô cứu dân không? Không có bộ đội mà vào thành phố cứu dân. Vừa qua thì biết bao nhiêu người dân đã chết vì nhiễm Covid. Tụi mày cứ tin theo cái bọn phản động hải ngoại rồi tụi mày tuyên truyền láo xược cho nên chúng mày đi tù. Mà mong sao nhà nước tao phải xử thật là nặng. Đó. Cho nên cái bọn phản động á, lúc nào cũng vậy á, cai cú Nhiên lắm anh chị, cai cú cái mẹ nó chứ Nhiên có sợ đâu. Nhiên cũng là một người dân bình thường, Nhiên cũng đi mua bán ngoài chợ, cũng kiếm tiền bằng lòng tiền chân chính. Còn cái bọn này á, xuyên ăn biến làm, nhận tiền của bọn hải ngoại rồi tuyên truyền, tiếp tay cho bọn phản động tuyên truyền láo tét. Khi ở tù thì nó chịu, chứ có ai chịu trách nhiệm cho chúng nó? Bỏ cái tặc ngu đấy. Qua cái clip này Nhiên cũng gửi đến cô bác anh chị em về những thành phần mà chống phá nhà nước đó. Là cỡ nào cỡ không bao giờ thoát qua cơ mà công an Việt Nam của chúng ta rất là hay. Đừng có nói mà đừng nói chống phá nhà nước gì, không ai biết hết. Tới chừng một ngày nào đó đủ tội là đưa đi thôi, vậy thôi đó. Nhiên chào cô bác anh chị, hôm nay Nhiên làm clip này để vạch mặt con Lê Thị Kim Phi đó anh chị. Mong sao cô bác anh chị á, gia đình chúng ta nên á, ở gần nó nhắc nhở các em các cháu nó, những thành phần nào xấu mình tránh xa ra. Hiện tình đất nước mình giờ đó, bộ đội công an, những người tiến đầu đó như bộ đội công an rồi á, bác sĩ tiến đầu, đảng nhà nước ta giúp cho dân như ở trên thành phố á, Bình Dương đó anh chị, vô á, mua đồ cho dân, tới nhà chị cho dân. Bác sĩ quân y đã tới tận tận nhà để giúp đỡ cho người dân trong cái mùa Covid này, đi cho bà con Covid chị, cho bà con để mà thoát cái bệnh Covid, để mà quay lại chúng ta để làm kinh tế lại chứ anh chị. Nhà nước mình làm những điều tốt cho đất nước mình, cho dân mình như vậy, tại sao một số người dân còn mù mờ, còn nghe theo cái bọn phản động? Hôm nay Nhiên đưa thông tin đến cho bà con như vậy. Nhiên chào bà con, cô bác anh chị em, Nhiên chúc cô bác anh chị em hạnh phúc và vui vẻ nha. Nhiên chào cô bác anh chị em.